phong. Và cuồng đạo thật nhiều bao bóng, mình thấy tâm thật tuyệt, còn bạn thì sao? Thật sạch sẽ, khi tâm xong chúng ta sẽ tâm thật sạch sẽ, để xin cho thật sạch và không có dưa. Dưa mặt nào cũng dưa thật sạch. Tuyệt vời khi được đi tắm cùng với bánh xà phòng, và cùng ta thật nhiều bong bóng, mình thấy tắm thật tuyệt, còn bạn thì sao? Ta cùng nhau tắm và thích, mình rất thích khi đến giờ đi tắm, lấy dầu gội cùng gội đâu thôi, xoa thật đều đến khi thật sạch. Giờ ta tắm cùng nhau, mình rất thích khi đến giờ đi tắm cùng với bánh xà phòng, và cùng ta thật nhiều bong bóng, mình thấy tắm thật tuyệt, còn bạn thì sao? Ta cùng nhau tắm rất vui, cho chúng ta đã sạch và thơm tho, đã đến lúc rời bồn và cùng lau khô, chúng mình cũng rất yêu tắm dừa. Thế nào? 1, 2, 3, 4, 5 quả bong bong nước này. Gia
tay gia đình ngoan tay mọi người thèm. Ngón tay cha, ngón tay cha đã ở đâu? Có cha đây, có cha đây, còn thế nào? Ngón tay cha, ngón tay cha đây có bóng màu gì? Nó xanh dương, nó xanh dương, màu xanh dương. Lại xuống thôi nào, đi qua vạch xăm tóc
cho ai thì bạn phải thật cẩn thận. Ngoài kia rất có thể là người mà bạn chưa bao giờ gặp. Nếu bạn không biết đó là ai thì đừng để họ vào. Hãy chắc chắn rằng bạn biết ai đang gõ cửa. Bập bênh thật là vui, anh có thích được chơi bập bênh? Vâng,
còn nghe tiếng gầm. Oh, no. Con quái vật có nhiều cái gà. Ôi quái vật, quái vật. Cả nhà đi cầm chai nào, cả nhà đi cầm chai thôi. Hey ho, đi đi ai, chúng ta cùng cầm chai nào. Ôi trời thật là tối. Gì bên kia, ôi không. Còn quái vật có tài lớn. Ôi quái vật, quái vật à. Ờ thì ra là bố. Bố làm chúng con sợ. Con ơi đừng sợ nhé. Không sao đâu con à. Cả nhà đi cầm chai nào. Cả nhà đi cầm chai thôi. Hey ho, điên ly à, chúng ta cùng cầm chai nào. Cây đằng kia dịch chuyên. Ôi không tiếng gì đây. Còn quái vật ba sừng lớn. Ôi quái vật, quái vật à. Bọc ơi bọc ở đây. Con cảm thấy sợ kia. Rồi đèn pin sáng đó. Nhìn xem nó là một chú gà. Cả nhà đi cầm chai nào. Cả nhà đi cầm chai thôi. Hey ho, đi ly ai, chúng ta cùng cầm chai nào. Ta sẽ nhìn xung quanh. Ôi bố nghe tiếng shh. Con quái vật quay quay nhặn lớn. Ôi quái vật, quái vật à. Thật không muốn nhìn thấy. Chúng ta phải chạy thật nhanh. Rọi đèn pin sáng đo. Nhìn xem chỉ là một chú rơi. Cả nhà đi cầm chai nào. Cả nhà đi cầm chai thôi. Hey ho, đi ly ai, chúng ta cùng cầm chai nào. Những chú đom đóm đẹp quá. Ôi con nghe tiếng gầm. Oh, no. Con quái vật có nhiều cái gà. Ôi quái vật, quái vật à. Nó là con gì đây. Con quái vật ở bên kia. Nhìn kia chỉ là mẹ thôi. Mẹ nhìn trông giống chú nào. Em có kem sô-cô-la và thêm ít kem dâu. Này em ơi, cho anh cái kem sô-cô-la đi. Có anh đây và nó thật sự là rất ngon. Một ý tưởng hay để bố giúp cho con. Bìa cưng băng keo và keo thêm một chút may mắn nữa. Chúng ta sẽ làm một chiếc xe. Một chiếc xe kem thật to. Mình cùng cắt tấm bìa cưng thôi. Và cùng nhau dính băng keo chặt. Giờ dùng băng keo quấn may vòng. Chúng con thật buồn cười. Xanh lá cây vàng hồng và đỏ. Hai bố con mình cùng một chiếc xe kem cầu vồng. Con có bài tập phải làm là may một con thú bông. Bố có một ý tưởng hay để bố đi chuẩn bị. Này đây một hộp đồ may và trong đó có tất cả. Con muốn may con lợn hay con thỏ hay là may con mèo. Vậy hôm sinh xuân trông giống con và mình nhiều miếng vải giỏ giỏ chị. Ôi hay quá. Bố sẽ may cho con. Ôi nó xưa rồi phải làm lại thôi. Ôi ngón tay của bố. Oh, no. Con sẽ giúp chữa hết vết thương. Ôi thật mềm, nó dễ thương quá. What? Ôi không bố ơi, nó không chảy. Con khiến xe đạp hư. Bố có một ý tưởng. Hãy để bố giúp sửa xe. Giờ con đừng lo nữa nhé. Mang dụng cụ cho bố. Bố sửa xe cho con xong. Nó sẽ trông như mới. Cùng đặt xe con ngược xuống thôi. Để bố xem nó hỏng chỗ nào.
giờ hãy siết chặt ốc đi, con hãy dùng đồ để siết ốc đi. Giờ hãy cùng sửa bánh xe, đặt lại xích xe của con. Con đã xong rồi, ôi hay quá. Bánh xe đã có thể quay vòng và quay vòng và quay vòng. Em có kem, xong có là và thêm ít kem dâu. Này em ơi, cho anh cái kem sô cô la đi. Có anh đài và na thật sự là rất ngon. Em được bố máy cho tốt bông, em được điểm tốt nhất ở trường. Xe đạp anh cũng do bố sưu giờ nó trông như xe mới. Còn có hơn, bố thật là ngầu. Vâng bố ơi, bố là nhất. Này vì sao đang lấp lánh kia? Hãy cho mình biết bạn là gì? Hãy cho